Nếu mà có một lời nói em muốn dành cho em lúc này là lời cảm ơn chân thành nhất vì thời gian 7 năm qua em đã đồng hành cùng anh. 7 năm của một cái sự học hỏi, của một sự trưởng thành, nó không hề dễ dàng với chúng ta. Chúng ta đã từng là những đứa trẻ rất là nhỏ, sống với những cái bản năng của mình, sống những điều và làm những điều mình nghĩ. Nhưng mà vô tình những điều đó lại vì những thứ ngoài kia, vì lời nói của người khác, vì suy nghĩ của người khác, vì đánh giá của người khác. Nhưng lúc này mình đang sống là vì chính chúng ta. Và anh rất là mong muốn khoảnh khắc này là khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta trong cả cuộc đời này. Và có một điều anh muốn nhắc em nhớ là ngày bắt đầu tình yêu của chúng ta là tại nơi đây, ở thành phố Đà Lạt này, với những tiếng còi xe, với những cái nhìn ở nghe bờ hồ cùng với nhau. Thì nay chúng ta lại bắt đầu một hành trình mới dài hơn, và có thể là cả cuộc đời cùng với nhau. Anh mong muốn là em sẽ luôn luôn hạnh phúc, và điều hạnh phúc đó là từ anh mang đến cho em. Và chúng ta sẽ cùng làm những điều tốt đẹp với nhau. Và anh sẽ không có thể nào, có thể là một điều làm cho người phụ nữ đẹp nhất hôm nay của anh phải khóc nữa. Và đó là những cái gì mà suy nghĩ ngay tại lúc này, khoảnh khắc này của anh dành cho em. Anh cảm ơn em đã ở đây đồng hành cùng với anh. Anh yêu em. Cảm ơn tất cả quý khách quý dự cái tiệc cưới của con gái và rể của tôi hôm nay. Tôi rất là cảm xúc và vui mừng khi được nhiều con gái của mình để giao cho cái tràng rể quý. Trong cái ngày vui này thì ba có một lời chúc phúc cho hai con san sẻ nhường nhịn trong quá trình sống, và có những khó khăn phải cùng nhau vượt qua. Riêng với Hoàng thì là con rể, thì hôm nay ba bàn giao Vân Âm là một sản phẩm tương đối là tuyệt vời. Ba sẽ bảo hành với con không phải 10 năm, không phải 20 năm, mà là 100 năm. Nhưng với điều kiện con phải sử dụng theo đúng hướng dẫn. Và nếu có trục trặc về lỗi kỹ thuật thì con trả lại cho nhà sản xuất. Đó là cái suy nghĩ và cái mong muốn của ba. Cuối cùng ba chúc cho hai con được hạnh phúc suốt cuộc đời từ đây về sau. Kính thưa. Con xin được cảm ơn nhà sản xuất có tâm. Mỹ đám cưới trong một cái không gian rất là mở, rất là ấm cúng, và nghe chia sẻ của hai bạn rất là thật. Tức là trong chuyện cổ tích thì nó mới đẹp như vậy, còn ngoài đời thì có nhiều thứ lắm, nó sẽ không đẹp như cổ tích. Nhưng mà mình hy vọng là cái quá trình của hai bạn trong 7 năm vừa qua nó có nhiều thách thức, nó có nhiều event. Nhưng mà từ đây trở đi thì hy vọng là mặc dù không có kịch bản, nhưng nó là những điều tốt đẹp và những điều hạnh phúc nhất cho hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. When you give all you got for love, you gotta give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love.
trong suốt cái chặng đường 10 năm mà mình biết á, thì là mình cũng đã gặp em Vân Anh và mình được nghe rất là nhiều chuyện về em Vân Anh. Thì chị nghĩ rằng là cái chặng đường của em rất là khó khăn, và có những cái thời điểm chị biết rằng là chị nghĩ rằng là nhiều khi nếu mà chị là Vân Anh chắc chị cho Hoàng một cái gì đó rất là, nhưng mà đến cái ngày hôm nay thì chị tin rằng là tất cả những cái đó nó đều là những cái chất xúc tác để làm cho tình cảm của hai em nó ngày càng gắn kết hơn với nhau, và nó sẽ là cái nền tảng rất là vững chắc. Chúc mừng hai em. Thật ra là Thư không nghĩ là cái kết thúc ending nó sẽ như thế này đâu, tại vì hai bạn có quá nhiều thứ khó khăn, và có vẻ như ngày hôm nay là sự làm Thư bất ngờ, và đó là cái kết cục mà Thư luôn luôn mong muốn nó sẽ xảy ra, và luôn hạnh phúc. Mỗi đứa một cuộc sống riêng, rồi cũng không có nghĩ đến cảnh là sau này chồng mình, mỗi đứa lại có chồng, rồi mỗi đứa có gia đình riêng. Nhưng mà tự nhiên đứng lại khoảnh khắc này, cái thời gian á chạy trong đầu tao mẹ. Thôi nói chung không được khóc nữa, vui lên. Cuối cùng tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Mãi hạnh phúc nha. Nói sao nữa, là vì mừng quá, vui quá, cũng chỉ mong là hai đứa thật sự yêu thương nhau, hạnh phúc. Là mẹ rất là vui, hai em của con cũng rất vui, là vì tụi con bây giờ đã có một cái gia đình riêng, sau này sẽ có những cái nối kết với nhau nhiều hơn nữa. Lời chúc phúc cuối cùng của mẹ là chúc cho hai đứa thật hạnh phúc, lâu bền và vững chắc giống như bố với mẹ. Mẹ xin cảm ơn. Trong 7 năm mình bên nhau á, thì em rất là ít khi nghĩ tới ngày hôm nay, thì cái ngày cưới của chúng ta. Có lẽ là vì tình yêu này á, đã từng có rất nhiều điều mà làm em chăn trở. Tại vì em và anh là hai tâm hồn trái ngược nhau hoàn toàn. Và đôi khi em nghĩ là chúng ta không có dành cho nhau. Không phải đôi khi mà nữa, mà nhiều lúc em nghĩ là chúng ta không có dành cho nhau. Thậm chí là cái hành trình để đi đến ngày cưới hôm nay á, nó rất là khó khăn. Nó trải qua rất là nhiều đau đớn, nước mắt, vết thương, hay là những cái sự mệt mỏi, những cái lần xa cách đó. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đang ở đây, đang dưới sự chứng kiến của tất cả những người mà chúng ta yêu thương. Thì em biết rằng á, là cuối cùng thì chúng ta cũng học được cách yêu thương bản thân, yêu thương nhau,
yêu thương tất cả mọi người. Và hôm nay á, em xin phép gọi anh một cái tên mà 7 năm qua em chưa có hề gọi anh một tiếng, đó là chồng. Và em sẽ không nói nhiều về tương lai, em cũng không muốn nói nhiều về quá khứ, vì em biết á, là hôm nay mình sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên anh, bên tất cả mọi người. Tất cả mọi người yêu thương ở đây, em yêu anh. Và cảm ơn tất cả mọi người. Và ba dặn hai con rằng trong cuộc sống hôn nhân thì ba nghĩ 1 + 1 = 2 thì chưa đúng, mà phải là 0.5 + 0.5 = 1. Mỗi người của tụi con thì phải bỏ đi phân nửa cái tôi của mình, cái riêng tư của mình, để 0.5 và 0.5 phải là 1. 1 đây là một quyết tâm, một cái sự yêu thương, và có một gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc. Mẹ muốn nói là mẹ rất là hạnh phúc, vui để thấy con ngày hôm nay. Mẹ muốn vậy thôi. Giây phút này là hạnh phúc nhất. Mẹ chỉ muốn là nó hoài như vậy đi.